Tại sao nói sale là cách bán hàng online hiệu quả nhất? Thì cùng mình tìm hiểu bạn nha. Thì sale là từ viết tắt của SEO bạn nha. SEO. Thì nếu như trên Google bạn tìm hiểu sale là gì? Thì đây là viết tắt của cụm từ là Search Engine Optimization. Dịch ra tiếng Việt là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Hay nói cách khác là đưa trang web của bạn lên top các công cụ tìm kiếm như là Google, Bing, Cốc hay là Yahoo các bạn nha. Và đặc biệt là ở tại Việt Nam, theo thống kê thì có 80% người dùng tại Việt Nam sử dụng Google để tìm kiếm các bạn nha. Ví dụ người ta có bất cứ cái nhu cầu mua sắm nào thì người ta lên Google người ta gõ thôi. Ví dụ như là người dùng họ muốn mua sắm như là áo vest thì họ trên Google họ gõ áo vest thôi. Và như bạn thấy kết quả trả về ở đây. Kết quả nào có từ được tài trợ ở trên đây thì đây là kết quả của Google Ads các bạn nha. Hay nói cách khác là website này họ đang chạy quảng cáo trên Google. Thì hình thức quảng cáo trên Google này không được gọi là SEO nha, không được gọi là SEO mà là Google Ads. Google Ads đặc trưng của nó là lên top cao nhưng bạn phải trả tiền cho Google để bạn lên top các bạn nha. Còn SEO thì ngược lại, bạn không phải trả tiền cho bất cứ đơn vị nào kể cả Google. Chỉ bằng kỹ thuật SEO thôi thì bạn sẽ đưa website bạn lên top như này. Ví dụ Shopee Việt Nam là đang đứng top 1. Owen Fashion là top 2. Avimoda top 3 với cụm từ khóa là Out West. Đấy, thì trong Google nó có 10 top các bạn nha. Ở trang nhất nó sẽ có 10 thứ hạng. Và website nào hay nói khác là cửa hàng hay là doanh nghiệp nào mà lọt vào trong top 10 này thì khả năng bán hàng nó càng cao nha, bán hàng càng nhiều. Và thứ hạng càng cao thì sẽ có lượt click càng nhiều và sẽ có doanh thu bán hàng càng nhiều các bạn nha. Một ví dụ khác, ví dụ như bây giờ bạn vào Google bạn gõ một từ khóa khác, ví dụ như là áo thun nè. Đấy, đây cũng là một cụm từ mà của người dùng khi mà họ có nhu cầu mua sắm thì họ sẽ lên Google họ gõ như thế này. Và như bạn thấy kết quả tương tự, đây là được tài trợ. Thì ở dãy trên đây chính là dãy quảng cáo Google. Thì hình thức quảng cáo Google thì bạn phải trả tiền Google để bạn lên top. Thì mình sẽ không nói sâu vào Google Ads, nhưng mà sẽ nói sâu về SEO là ở đây. Đây, Shopee giờ đứng top 1. Rồi Uni gì nè, đứng top 2. Tiếp theo đứng top 3 là Gao Thai các bạn nha. Đây, thì khi mà website của bạn lên top như này thì bạn sẽ bán được rất là nhiều hàng và doanh thu và lợi nhuận rất là khủng các bạn nha. Thì tại sao mình biết là những website lên top này họ bán được nhiều hàng? Thì dựa vào nhu cầu mua sắm các bạn nha. Bạn có thể sử dụng một công cụ của Google Ads, đó là Google Keyword Planner, để bạn nghiên cứu từ khóa hay nói cách khác là tìm hiểu nhu cầu thị trường các bạn nha. Bạn sẽ biết được những cụm từ này nó có lượt tìm bao nhiêu một tháng nha, lượt tìm trung bình bao nhiêu một tháng. Bất cứ cụm từ nào thì bạn cũng tìm hiểu được các bạn nha. Ví dụ mình vào Google Ads đây. Đấy, bạn vào công cụ, bạn vào phần lập kế hoạch, bạn chọn là công cụ lập kế hoạch từ khóa. Thì đây là cái thống kê của Google nên cực kỳ chính xác các bạn nha. Mỗi một lượt tìm về từ khóa này thì Google sẽ thống kê lại. Ví dụ mình sẽ tìm kiếm cho bạn xem là áo vest. Rồi, nhận kết quả. Thì ở đây như bạn thấy, cái lượt tìm trung bình của nó dao động tầm là 200N, có nghĩa là 200.000 lượt tìm trung bình một tháng thôi nha. 200.000 lượt tìm, có thời điểm cao nhất là lên đến 314.480 lượt tìm. Và thời điểm tháng gần nhất là tháng vừa rồi là tháng 3 năm 2024 là 190.050 lượt tìm. Cái nhu cầu nó rất ổn định qua từng tháng các bạn nha. Đây là thống kê 12 tháng gần nhất. Và như bạn thấy ở dưới này, đây là những cụm từ mà người dùng họ sẽ tìm hiểu chi tiết hơn. Họ tìm mua trên Google bạn nha. Ví dụ người dùng họ gõ từ áo vest là 9.900 trung bình trong 12 tháng. Vest nam thì là 14.800. Áo vest nam thì là 12.100. Áo vest nữ thì là 8.100. Thê vest nam thì là 880. Đấy, vest nam Hàn Quốc sẽ là 2.400. Thì qua đây bạn sẽ biết được cái nhu cầu thị trường. Thì bạn thử nghĩ đi, nếu như cái website hiện tại là Shopee hoặc là Owen Fashion này đang đứng top cao top 1, top 2, hoặc là Avimoda này đang đứng top 3 trên Google như thế này, thì với cái lượt tìm là 200.000 một tháng thì tất nhiên là họ sẽ bán rất là nhiều hàng các bạn nha. Doanh số họ thu về rất là khủng các bạn. Đấy, tính từ tiền tỷ trở lên thôi chứ không có tính vào vài trăm triệu nữa các bạn. Rồi, ví dụ từ áo thun nem thì bạn muốn biết nhu cầu từ áo thun nem này. Thì các bạn tương tự vậy, bạn thay đổi cái từ khóa đây thôi. Bạn nhận kết quả.
Áo thun nem thì nó lại nhu cầu tìm kiếm cao hơn khá là nhiều như bạn thấy, và nó cũng khá là ổn định các bạn nha. Ở thời điểm mà cao nhất của nó là lên đến là 331.000, thời điểm thấp nhất của nó cũng là 209.000 lượt tìm trung bình một tháng các bạn nha. Cho nên là những website nào đang đứng top 1, top 2, top 3, đặc biệt là trong top 10 nha, thì khả năng bán hàng rất là nhiều các bạn. Đó, nhưng mà thứ hạng càng cao thì bạn sẽ bán càng nhiều hàng các bạn nha. Đó, ví dụ như bên Thiện chuyên về đào tạo sale. Đây, đào tạo sale. Thì từ khóa này bên Thiện đang đứng là ở trong top 3 Google luôn nha. Như bạn thấy đây, top 1, top 2 và top 3. Website bên mình là www.digi.com. www.digi.com các bạn nha. Các bạn muốn tìm hiểu về công ty bên Thiện hay là các dịch vụ mà bên Thiện cung cấp thì các bạn có thể là qua website www.digi.com để bạn tìm hiểu. Như từ khóa đào tạo sale thì bên mình đang đứng top 3 trên Google, thì khả năng bên mình sẽ tiếp cận rất nhiều học viên đang có nhu cầu học sale các bạn nha. Mình sẽ cho bạn thấy từ khóa đào tạo sale này nó nhu cầu hàng tháng bao nhiêu nha. Đào tạo sale, bấm nhận kết quả các bạn. Đây, như bạn thấy cái nhu cầu học sale, học SEO đó bạn rất là ổn định, và cái tháng gần nhất vừa rồi là 23.630 lượt tìm. Bạn thấy không? Thời điểm cao nhất nó có thể lên đến 35.670 lượt tìm. Và website của mình đang đứng trong top 3 như thế này thì khả năng mình sẽ tiếp cận rất là nhiều người họ đang có nhu cầu học sale các bạn nha. Thì ngoài đào tạo sale ra bên mình cũng cung cấp rất là nhiều dịch vụ khác, ví dụ như là thiết kế app giao hàng. Đây, website bên mình đang đứng top 2 các bạn, hoặc là thiết kế app game. Bên mình cũng đang đứng top 3 trên Google các bạn nha, hoặc là khóa học YouTube ad. YouTube thì bên mình đã đứng top 1 các bạn nha. Thì bằng cách này thông qua website, doanh nghiệp bên mình tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng miễn phí hàng tháng các bạn nha. Mình sẽ vào công cụ Google Search Console, đây là công cụ thống kê của Google để thống kê lại lưu lượng truy cập của trang web www.digi.com cho bạn thấy nha. Đấy, bạn đợi một chút, ở đây là 26.676 lượt nhấp vào kết quả tìm kiếm trên web. Bạn thấy không? Thì một tư duy ở đây có nghĩa là bạn đang kinh doanh cái sản phẩm gì, bạn đang kinh doanh cái dịch vụ gì, thì bằng kỹ thuật SEO bạn hãy đưa website của bạn lên top Google. Thì bằng cách này bạn sẽ tiếp cận rất là nhiều khách hàng và bạn sẽ bán hàng với số lượng rất là nhiều, rất là khủng các bạn nha. Bằng cách đó doanh thu và lợi nhuận của bạn cũng rất là khủng luôn. Cho nên mới nói là sale là cách bán hàng online hiệu quả nhất, mà sale ở đây chính là SEO, Search Engine Optimization, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm các bạn nha. Thì nếu như bạn nào quan tâm về khóa học sale, muốn đưa website của bạn lên top Google để giúp các bạn tiếp cận khách hàng hiệu quả, thì các bạn hãy liên hệ với Thiện thông qua số hotline 0907 684 279 các bạn nha. Số này mình cũng xài Zalo luôn, để được tư vấn cụ thể các bạn có thể kết bạn Zalo qua số này với mình nha. Hy vọng là với những cái phân tích thực tế như vậy giúp các bạn hiểu được thêm một cách bán hàng online hiệu quả nữa thông qua kỹ thuật SEO các bạn nha. Nếu như thấy video này hay, các bạn hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.